Bên cạnh Tuấn Hiệp, đây là một sản phẩm hiện đại, đa năng, đầy đủ các tính năng mà người dùng đang tìm kiếm. Với 4 chức năng nổi bật, sưởi ấm, thông gió, quạt mát, chiếu sáng, mang đến sự tiện nghi tối đa cho phòng tắm hiện đại. Và đầy đủ tính năng như vậy thì ngần ngại gì mà không khám phá ngay. Đầu tiên là chế độ rất hay sử dụng, đó chính là chế độ sưởi ấm. Mùa đông có thể trùm chăn nhưng mà cứ mãi lăn tăn mỗi khi đến giờ đi tắm. Vậy thì hãy thử ngay Enix KV để có thể trải nghiệm mùa đông không lạnh ngay tại nhà nha. Hệ thống sưởi PTC hiệu suất cao làm ấm toàn bộ không gian chỉ trong vòng 1 phút cho bạn thoải mái tắm gội mà không lo lạnh cống dù là ngày đông buốt giá. Chúng ta có thể bảo đảm được sức khỏe của bản thân và gia đình. Tính năng tiếp theo đó chính là chức năng thông gió hút mùi. Nhà tắm, nhà vệ sinh được thiết kế khép kín cho nên là rất dễ gây ra những mùi hôi khó chịu. Bên cạnh đó, vào những ngày hè oi ả thì khi mà chúng ta bước vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là bí bách và hầm hập. Và lúc đấy thì chúng ta chỉ muốn là không gian được sảng khoái và mát lạnh thôi. Với những lý do trên thì chúng ta cần phải trang bị chiếc đèn điều hòa phòng tắm thông minh Enix KV này. Quạt thông gió đa chiều tiện lợi cho hơi nước và khí bẩn thoát ra ngoài, giúp loại bỏ mùi hôi, đồng thời mang lại bầu không khí trong lành tươi mới. Mỗi năm hoa đào nở thì lại đến mùa nồm, đó chính là hình thái thời tiết đặc trưng của miền Bắc. Với hình thái thời tiết này thì độ ẩm trong không khí lúc nào cũng cao, sàn nhà thì trơn trượt, gương thì mờ ướt chẳng soi được gì cả. Vi khuẩn thì tích tụ li ti và đến khi mùa mưa thì cũng vậy, tình trạng trên lại xuất hiện. Đừng để tất cả những sự bất tiện đấy làm cho bạn khó chịu. Với chiếc đèn điều hòa thông minh Enix KV thì chỉ cần một nút bấm thôi, tất cả mọi thứ sẽ được khô ráo và cực kỳ là dễ chịu. Có một tính năng mà không phải chiếc điều hòa nào cũng có, đó chính là đèn LED tích hợp. Bình thường thì chúng ta sử dụng đèn LED 16W, 18W. Nhưng mà với đèn LED 20W này thì sẽ có một góc chiếu sáng rộng hơn, giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm chi phí một cách cực kỳ là hiệu quả. Chỉ với một bảng điều khiển mà Tuấn Hiệp đang cầm ở trên tay sẽ sử dụng bằng cảm ứng. Và trên bảng điều khiển này thì các bạn có thể thấy rằng là hiện rất rõ tất cả những tính năng, rất dễ dàng sử dụng cho cả người già và trẻ em. Với hai màu sắc là màu trắng sang trọng và màu vàng đẳng cấp sẽ giúp cho không gian nhà tắm bừng sáng lên, với động cơ lõi nhôm cực kỳ là hiệu quả, quá trình khởi động nhanh và tiết kiệm điện. Máy vận hành êm nên là mức tiêu thụ điện không lớn, chúng ta có thể sử dụng 24/7 và sản phẩm có độ bền cao, ít bị hao mòn, gia đình có thể sử dụng thoải mái. Enix cam kết bảo hành chính hãng 5 năm, mua đổi 1 trong 100 ngày đầu sử dụng nếu có lỗi từ nhà sản xuất, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và đặc biệt là với những khách hàng ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì còn được chính sách là lắp đặt miễn phí tại nhà nữa. Tìm hiểu chi tiết về sản phẩm thì hãy liên hệ với cả Enix nha. Tuấn Hiệp xin chào và hẹn gặp lại. Enix, công nghệ nâng tầm cuộc sống.